Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Thiện đến thăm chùa Nha Sĩ Cửu, Kiên Giang thì quay cái ngôi giảng đường. Thì hôm nay cũng đã được xây dựng cũng rất là nhiều rồi. Thì hiện tại giờ các chú đang xây dựng đó, Thiện quay những hình ảnh bên ngoài trước rồi sau đó mới gửi cái phần tiền các cô chú anh chị đã ủng hộ xây dựng chùa. Thì cái giảng đường xây dựng cái phần đổ cột với lại xây tường gắn cửa sổ rồi xong hết trơn rồi. Hiện tại giờ chân chổng đang đổ cột tròn. Em đi hướng này à, sư. Dạ. Quay bị lỗ nó. Đó, hiện tại đang đổ cột phía trên. Mấy cầu này cao quá hả? Còn 2 mét nữa. Hả? Còn lên 2 mét nữa. Giờ hiện tại đang cỡ 6 mét không anh? 5 mét. 5 mét à? Thấy cao quá hả? Lên ngay cái đổ cát. Dạ. Yeah. Cao hơn cái trước. Dạ. Yeah. Đây cái cây cột cuối cùng ở phía chính giữa là đổ sắp xong rồi. Dạ con chào sư khỏe không sư? Dạ ngày hôm nay con trở đây thăm chùa thì nãy giờ cũng có quay phim ở ngoài đó đó. Thì hôm nay cũng đổ được mấy cây cột ở trong là cũng sắp xong rồi sư. Dạ bữa nay nữa là xong rồi. Dạ. Thì xong rồi cái phần này qua tới cái phòng đổ kèo ngang. Đổ kèo với xiên. Xiên kèo. Dạ. Giờ đổ xiên kèo xong rồi mới lên cột thêm 2 mét nữa. Rồi làm cái mái lại. Là lên cái mái nhọn. Dạ. Chắc bọn này làm ngoài sớm ạ. Hồi tính thì tính 3 năm rồi chắc không tới đâu. Chắc qua Tết mới xong bị còn lên 5 ngọn tháp lâu lắm. 5 ngọn tháp mình xây cứ 3 tháng với đắp qua văn rồi luôn lâu. Qua văn. Bị lên 5 ngọn tháp gì đó. Rồi mới đắp qua văn rồi. Qua văn là chùa sư tự thiết kế làm luôn. Tự làm được. Không có mướn. Đổ khuôn lên luôn. Đổ khuôn lên. Nói chung chùa mình không có mướn, mình chủ yếu là mấy Phật tử mình lại tiếp không à, còn vai văn với thợ này kia ta giúp không mình đỡ. Dạ. Cái này Phật tử giúp không à? Dạ, mình tốn vật liệu thôi. Tốn vật liệu. Dạ. Vai văn cũng không tốn với thợ rồi cũng không tốn. Dạ. Dự kiến là qua Tết xong à? Chắc cho qua Tết để làm gấp đặng vô sử dụng kịp lễ cho năm mai là Tết cổ truyền bên người Khmer mình. Bị lễ là lễ lớn này cũng như là Tết năm mới mình tính. Dạ. Dự kiến cho xong trước. Chiều tuổi đó ha. Dạ, chiều tuổi. Cho năm mai là chiều tuổi. Ngày hôm nay con tới đây cũng tiếp tục thay mặt các cô chú anh chị ở nước ngoài đó, cũng có hỗ trợ tiếp chùa thêm 800 đô nữa. Thì đây là phần cúng dường của cô Vân Chương là 300 đô la Mỹ. Anh Vũ Hùng Cường 200 đô la Mỹ. Ông bà Phan Hữu Luân 100 đô la Mỹ. Gia đình Phan Hữu Phước 100 đô la Mỹ. Gia đình Phan Thị Túy Anh 100 đô la Mỹ nữa. Thì ngày hôm nay con gửi tới chùa để ủng hộ xây giảng đường đó sư, là 800 đô la Mỹ nha. Đây con gửi tiền này nha, rồi sư nhận giúp con. Thì đây là phần tiền của các nhà hảo tâm ở bên Mỹ đã gửi về đây ủng hộ xây dựng chùa. Dạ.
Nam Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết sư xin thay mặt mấy vị sư sãi ở trong chùa Nha Sĩ Cũ, xã Vĩnh Phú, huyện Vũng Liêm, tỉnh Kiên Giang và ban quản trị chùa và Phật tử rất là chân thành cảm ơn mấy cô hai bác anh chị đã có lòng hảo tâm để gửi hiện kim một số tiền là 800 đô la Mỹ để tiếp tục xây dựng giảng đường chùa Nha Sĩ Cũ hôm nay. Lần này là lần cũng như lần thứ tư có thiện cũng đại diện bên cô bác anh chị để về thăm viếng chùa và để giúp một số tiền để xây dựng giảng đường cho chùa Nha Sĩ Cũ mà sớm được hoàn thành, được sử dụng trước Tết cổ truyền cho hôm nay có người Khmer là lễ chư tuổi rồi nhằm là tháng ba dương lịch. Thì khi đại sư xin chúc anh bác cô chị ở bên nước ngoài đã có lòng hảo tâm và thiện là luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát đại ở vạn sự như ý, rồi hưởng được cả bốn pháp của Đức Phật, sống lâu sắp đẹp, ăn vui trí tuệ sức mạnh đến gia đình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện cũng chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ chùa xây dựng giảng đường. Thì Thiện cũng mong rằng các cô chú anh chị gần xa có lòng hảo tâm thì ủng hộ giúp đỡ chùa thêm, thì dự kiến là tháng 3 Tây năm 2021 sẽ hoàn thành và khánh thành. Thì cũng mong rằng chùa sẽ được nhận được nhiều sự ủng hộ của các cô chú anh chị gần xa. Con chúc sư nhiều sức khỏe nha sư. Dạ. Dạ. Rồi gọi đó để chia sẻ tôi nha. Hôm nay Thiện cùng với sư đi khảo sát cầu, chuẩn bị xây dựng cầu. Đi trên cái vỏ máy nè. Dạ, máy lại sư ơi. Em
công việc nghĩa sự. Dưới dưới vậy 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 tháng 9 năm 20 ở tại ấp 9 xã Vĩnh Quận Bắc có tổ chức lễ động thổ cây cầu do Mạnh Thường Quân chú Nguyễn Lợi đại diện đến dự buổi lễ hôm nay để mà khởi công cây cầu này. Nó có bề dài là 24m, bề ngang 1m6, trị giá là 100 triệu chẳng, do các vị Mạnh Thường Quân ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh vận động tài trợ cho bà con với các em học sinh để mà xây dựng cây cầu này. Thì tham dự buổi lễ thì cũng có đại đức Thượng A Si, rồi thượng tọa chùa Thí Liễu là chủ thi công cây cầu này, đơn vị thi công chính. Rồi ở xã thì có chú Hồng phó chủ tịch, Mạnh Thường Quân là cán bộ rồi ban ngành xã rồi có hết, thì chưa công bố là mình làm lễ khởi công bắt đầu rồi giờ mình xuất cát mình lấy trước chú lại chú lại lại chú miếng chút chút chú xe ra chút đi chút ba lần đi ở đầy đầy chú ông ơi, ông làm ít ít lên nói tụi ăn gian cát là chết rồi cái đầy đầy đi đó. Rồi xong bây giờ đề nghị bà con cho chàng phố ta ta đi. Chú Lợi có nói gì không chú Lợi? Xin có đôi lời là gửi đến tất cả những người có mặt ở hiện diện nơi đây, trước là thượng tọa đại đức để mà cùng chung tay để mà làm nên cây cầu cho dân địa phương và những em học sinh nơi đây thì có phương tiện đến lớp trường. Xin cảm ơn tất cả những Mạnh Thường Quân và những người hỗ trợ địa phương này. Xin hết. Đại đức xin chân thành là cảm ơn là các nhà Mạnh Thường Quân là cũng hết tâm là trong sạch là hùng hước để xây dựng cái cầu ngày hôm nay, cũng như là sư cũng đại diện cho nhóm là đi làm cầu, cũng xin chân thành cảm ơn các nhà Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, rồi chúc cho Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe, rồi chúc cho bà con hỗ trợ kinh phí xây dựng cây cầu này là hưởng được phúc báo đầy đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Tốt duyên ngoan đừng có ăn.